Cháu Đào xin chào tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ạ. Đứng bên cạnh cháu Đào ngày hôm nay thì vẫn là anh Kiều Mạnh các bác nhé. Đấy, trong cuộc hành trình anh em chúng cháu có đưa bé Nu xuống dưới Lào Cai để chữa bệnh ấy, thì ngày hôm nay là ngày thứ 13 rồi. Đấy, về cái sức khỏe ấy, thì em cũng tiến triển rất là tốt và cũng ăn uống sinh hoạt đấy, bình thường như bao bạn bè khác rồi. Đấy, hôm nay thì sáng nay ấy, là bà Nga cũng có làm lễ và xin mẫu xem là ngày hôm nào thì Nu được về, cũng như là về chỗ nhà của Nu ở trên Hà Giang ấy, thì về chỗ nhà ở thì bà Nga cũng bảo là ở gần đấy thì là có một ông thần đấy, gì gì đấy, thì sáng nay bà cũng làm lễ và xin xem là bà có được lên trên kia để trấn lại cho chỗ nhà của Nu không. Đấy, một là bà Nga sẽ lên, còn hai là cháu Đào sẽ đảm nhiệm cái công việc đấy, tức là bà Nga sẽ đưa lại nước thánh đấy cho cháu Đào, rồi là cháu Đào sẽ lên và thay bà Nga là làm đấy. Nhưng mà bây giờ thì chưa biết như nào, tại vì cũng vừa mới làm lễ xong thì cũng mời các bác cùng cháu Đào với lại anh Mạnh đi vào để hỏi qua bà. Đấy, cũng là nếu mà bà được lên thì anh em chúng cháu sẽ đưa bà lên, còn không thì là cháu Đào với lại anh Mạnh là sẽ tiếp tục là quay trở lại Hà Giang các bác nhé. Đấy. Đấy, chúng cháu là vừa mới ăn cơm xong. Đấy. Đấy, cô Hoa ấy cũng hay, cô là không ngay xuất hiện trên kênh đâu, tuy nhiên là cô là người hùng thầm lặng, đúng rồi, người hùng thầm lặng, và cả các chị ở đây nữa. Đấy, đây là nhân vật chính, đấy, bà Nga đây. Đấy, cho cháu ngồi ở giữa cô với bà nhé. Ngọc Anh ơi, về nhà cầm cái kính này. Vâng, cô thấy sáng nay là làm xong là Nu là vẫn phải ở đây phải không cô? Nu thì không phải ở đây đâu, mà chẳng qua là Nu phải ở đây đến khi nào chấn đất xong mới được về. Nhưng cái sau khi chấn đất xong thì là Nu thích về lúc nào cũng được, nhưng Nu đang xin ở đây một tháng. Nu đang xin ở đây một tháng. Vâng, thế là tức là về xin ở tháng và tâm nguyện xin thích ở với bà với cô một tháng nữa rồi mới về. Vâng, thế là anh em cùng cháu về trước. Như thế bà Nga là có được về cùng cháu không bà? Đường nhà mày dài to hãi lắm. Không phải mẫu cho cháu về chấn hộ đất rồi, cho nhà đào và chịu trách nhiệm chấn giúp rồi, trọng trách là hơi bị cao đấy. Trọng trách cao, giúp đỡ, trọng cho, trách giúp đỡ cho tất cả bách tính, là cái trọng trách của cậu là cao, mẫu giao cho là đào chấn hộ. Dạ vâng. Chấn hộ tất cả các cái nghi thức là chấn như thế nào thì cô Hoa sẽ là người, vì là được nghe thì truyền đạt lại cho, chứ tớ ngồi đồng thì tớ cũng không nhớ được. Vâng. Đấy. Là trọng trách lớn nhất đấy nha. Vâng. Chấn đất nhà đấy không bình thường như nhà khác đâu, chấn phải đi đúng đường, đúng cháu đường cháu phải làm đi khi nào mà thế chấn vì là cô sẽ quay video rồi. Vâng. Chấn và làm như thế nào thì cô sẽ gửi video cho cháu. Dạ vâng. Kết hợp với ngày kia mà đến ngày chấn đúng 10:30 ấy, cháu làm đoạn nào không hiểu cháu gọi FaceTime cho cô. Vâng. Cô sẽ hướng dẫn. Cháu vẫn sợ đến đâu thì không sợ mà. Cô là người hướng dẫn cháu thì cháu không. Vâng. Sợ. Ừ, là cháu vẫn sợ. Cô làm đúng đây, vì là đấy nó có một vị thần, mà vị thần còn bị hỏng một mắt nhá, không phải có hai mắt đâu. Mẫu bản đây thế này này, một mắt này. Thầy. Thế là bà là không về rồi, thế là cháu về. Ồ thôi, mày làm thế. Mẫu cho anh. Vâng. Mẫu cho đi mới được đi, mà mẫu cho chấn giúp được là chấn, nếu không cho chấn giúp là tớ phải đi. Dạ vâng. Cứ để nào có một cái dịp nào. Vâng. Cơ hội nhỉ. Nhưng mà thế thì là chắc là bà Nga không về thì Nu là vẫn còn ở lại đây, thế thì chiều chắc là tối là anh em chúng cháu là xuất phát từ đây về luôn. Tại vì là bây giờ về thì chắc là muộn. 3-4 giờ sáng chúng cháu mới đến nơi ấy, mà chúng cháu sẽ nghỉ ngơi rồi là mới vào nhà Nu được ấy. Vâng. Thôi thì cháu cố gắng. Dạ vâng. Thế thì cô dạy lại cháu đi. Đệ tử của bà Nga các bác ạ. Nhưng mà không phải là dạy ngay bây giờ được. À, mà đấy. Cô quay video rồi. Tức là bây giờ cô tóm tắt lại cho cháu trước, tại vì cháu sợ không biết làm ấy. Cô quay lại cái video nát đâu, cô sẽ gửi cho cháu cái video làm đấy nhá. Vâng. Cô sẽ gửi video cho làm đấy cho cháu, sau đó là cháu phải xem cái video đấy lại kỹ đi. Đoạn nào mà không hiểu gọi điện FaceTime với cô. Đây này, năm chai đầu tiên là năm chai mà có tỏi đấy. Có tỏi ở trong ấy. Năm chai nước phải không? Chai năm chai nước cô đánh dấu từ chai số 1 đến chai số 5 rồi. Là bên trong có mỗi một chai có tỏi rồi phải không? Đây này, một chai thứ nhất nha, là đi dọc trước nhà, đi từ cổng vào bên tay phải, kéo ra bên tay trái, đi hết đất lên năm nén hương khấn Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, dọ theo cái đường mình đi. Tức là vừa đi mình dò Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cùng năm nén hương, xong mình cứ dò nước xung quanh nhà đó. Đấy là chai thứ nhất. Vâng. Cô nói đi chứ cháu hiểu rồi. Dạ vâng. Cứ đi nhẹ nhẹ. Đây là năm chai có tỏi nhá. Nhớ năm chai đầu tiên là năm chai có. Vâng. Đấy. Đây là chai thứ nhất. Chai thứ nhất. Vâng. Chai thứ hai. Tức là vừa nãy chai đấy là chai đi từ trước cửa nhà đi vào từ cổng đúng không? Vâng. Đến chai thứ hai là đi từ đầu cánh trái, tức là đi vào là bên cánh trái là bên này. Vâng. Đi từ đầu bên cánh trái đi vào, đi tiếp chai, đi cùng với cái chai từ đầu tiên đấy, tiếp theo chai thứ hai ấy, là đi tiếp theo chai thứ một là đi lần hai, dõi theo nhà, dõi theo xung quanh nhà ấy, nên
lần trước là đi 5 nén đúng không? Vâng. Lần sau là châm 3 nén, 3 nén hương và niệm Phật. Đấy. Mình mua lại mấy bó hương vào. Vâng ạ. Sau đó cháu làm như thế. Thôi đấy, cái này là như thế, cháu hướng dẫn, cô sẽ hướng dẫn qua, tí nữa cô sẽ gửi cái video, sau đó là cháu về xong cháu cứ gọi video từ. Vâng. Thế để cháu chụp lại cái này với. Cái này là được dễ hiểu hơn đấy, tóm tắt đây. Vâng, cái này là thế sáng nay là dễ hiểu mà. Về sau vâng. Là đào khoai gì không hiểu thì lại gọi Hoa. Dạ vâng. Cái này thì sáng nay bà làm lễ thì cô Hoa có ngồi ở gần và ghi chép lại các bác ạ. Thì bây giờ cháu đào cũng chụp lại để về lên nhà em nuôi. Nhiều biết cô? Nhiều chứ. Nhiều ủa, chai thứ 12 luôn á. Ôi. Nhiều mấy cái này là cao đấy nhá, làm phải đi đúng đây mới được đấy. 12 chai này đúng thì được ra là bà nhà vía là cho cháu đi không giới thiệu không làm đúng. Cô đã xin rồi, cô xin là cha mẹ đã đề tâm cho cháu làm rồi. Vâng. Là cứ yên tâm, đã xin cha mẹ đề tâm cho cháu làm rồi là trọng sách của cháu vô cùng cao cả. Vâng, thế là nước là ở trên kia phải không cô? Nước vừa nãy cô đưa rồi. Cháu là để trên phòng trên kia. Nước vàng đây cô sẽ hướng dẫn nào. Vâng, thế để cháu lên lấy. Anh Mạnh ơi, lên lấy hộ em ấy. Mang 12 chai nước đó. 12 chai nước mang hết rồi nha, phải đạo, phải bảo ông sùng cái gì, sứ phó gì đấy. Vâng. Đứng ở lễ như nào vậy. Lấy nước này anh, nước nãy anh em mình bà làm lễ xong ấy. Vâng, lấy xuống hết luôn, tí anh em mình cầm về. Chai nước có đầy đủ các thứ trong đó rồi. Vâng. Chỗ mà làm sai một đường làm nó không được đâu nha. Vì là làm cái này là nó mẫu dạy thế nào phải làm đúng thế luôn. Vâng. Không phải yên tâm đi đến ngày kia thì chị em mình vẫn phải lên điện vì là lên để xin. Ý là cô ở bên này lên điện xin. Ý là bây giờ nhá, Đào làm đúng này. Sau đó là cái người chủ đó là cái ông chủ nhà đấy phải đứng như thế nào, vái như thế nào là phải làm đúng thì mới có hiệu nghiệm được. Vì mẫu dạy nào tới là có cả bố của Nu nữa phải không? Niệm phải không? Sao nên cháu nghe thế phải không? Tức là một mình cháu làm xong hết rồi. Một mình Đào làm. Đến ngày trai thứ 12 cuối cùng. Rồi cái ông bố của Nu là sùng mí sứ bó đấy. Đúng rồi. Mới cầm cái 5 cái lén hương đó và ra niệm như thế nào thì cô đã dạy rồi đúng không? Cháu có video rồi đúng không? Vâng. Cái chai cuối cùng là chai thứ 12 ấy, thì mấy ông đấy ra để lễ. Ông bố thằng Nu ra để lễ đấy. Nay này mai này cứ cố gắng là nhập trong đầu đủ hết 12 chai. Tức là như chai này. Đầu đi thế nào là đào cái thế nào làm không khó gì đâu. Vậy. Nói chung là mình phải nhập được vào trong cái đầu mình là chai này đi thế này này, hướng này này, làm thế nào này. Thế là tự nhiên là mình đi đến đâu này là mình làm đúng theo như thế, cuối cùng cái ông bố đấy là phải đứng vái. Vái quay vào nhà rồi vái quay rồi vái bốn hai bên. Vái bốn phương à? Bốn phía đấy đúng rồi. Trước hết là phải quay về trong nhà, xong quay thẳng đối diện, xong quay bên trái, bên phải xong quay bên trái. Vái cái ông bố này. Yên tâm đi bọn cô ở bên này sẽ xin cho. Được vâng. Là lấy sáng ngày kia nhá. Lấy cái vâng. Sáng ngày kia thì là cháu làm bên đấy nhưng mà ở nhà bọn cô đem là chấp ở bên này xin lấy ở bên điện. Vâng. Thì là cô thế là lúc mà cháu kiểu xuống đón bên Nu ấy là cả bố của Nu cũng phải xuống cùng đó. Cô cần một mình cơ thôi, vì cơ xuống đây cô còn xin cho cơ vì cơ cũng có một cái cơ là đại diện người nhà. Phải xuống như kiểu là tạ lễ cửa điện. Chứ không phải là ví dụ như xuống như bây giờ nhá, trời Phật cha mẹ cứu cho Lu đúng không? Thế bây giờ người nhà con cũng không thể vái thay được mà người nhà ví dụ anh trai xuống thì còn vái để bái tạ trời Phật cha mẹ cứu cho người nhà mình rồi xin về. Vâng. Đấy nó như lời cảm ơn của người Trần mình này này. Vâng. Đấy nó y như thế thôi. Thế là anh cơ nó xuống là được rồi. Cơ xuống. Vâng. Được. Vì cái ông kia ông có biết tiếng người Kinh đâu. Vâng, ông là không biết rồi. Ông không hiểu mà cái vâng. Gì về người Kinh thì chịu. Đấy là cứ bảo cơ nó xuống được. Đấy là cơ nó có một cái đây nha. Vâng. 5 cái chai này là chai số 1, 2, 3, 4, 5 là chai đầu tiên. Chai cháu nhìn là chai có cái gì đây rồi đúng không? Vâng. Có tỏi đây, 1, 2, 3, 4, 5 đấy nhá. Cháu nhìn thấy chưa? Vâng. Chai 1, chai 2, chai 3, chai 4, chai 5 là chai 1 đi từ đâu đến đâu mà cháu phải nhớ rồi phải không? Vâng. Đây là 5 chai trong này có cây đấy rồi nhá. Vâng. Cái 5 chai này là không phải nước không đâu mà trong món này bọn cô để từ cái để lệnh của mẫu rồi. Vâng. Đây cũng là 1, 2, 3, 4, 5. Cái này là rượu hả cô? Rượu. Không, chai này là nước nhưng bọn cô đã cho lệnh của mẫu vào đây có rượu. Đấy vào đây rồi. Đấy, đây là chai. Cái này 5 là chai đầu tiên. 5 chai đầu tiên. Là màu nó khác nha, nhìn đây này đó. 5 chai này cô đã để loại chai khác rồi cho bọn cháu phân biệt dễ rồi đúng không? Vâng. Đây, 5 chai có tỏi này. 5 chai có tỏi, vâng đây. Xong rồi, đấy hết 5 chai rồi nhá. Đấy hết 5 chai rồi đúng không? Thì là đến tiếp theo, 5 chai có rượu. Vâng. Thấy chưa? 5 chai này. Ừ, 5 chai này. Vâng. Là lại từ 1 đến 2 3 4 5. Đến 5 đây đúng không? Vâng. Đấy, 5 chai đầu tiên và 5 chai. Đây là 5 chai đầu tiên. Vâng. Đây là 5 chai thứ hai. Vâng. Tiếp sau đó là đến chai thứ 11 là chai này. Chai này. Vâng. Đấy, đây. Chai 11, 12 lên 5 nén hương tiếp, hôm nay phải mua mấy bó hương vào. Vâng. Đây, chai thứ 11 đây. Nhà nó có 4 cái cột đúng không? Không, bây giờ mình phải tính cột nó rất nhiều nhưng mà mẫu cho 4 cái cột ở dưới. Cái cột đầu tiên nha, ví dụ cái nhà là thế mai cháu lên cháu gọi cho cô nhá. Thôi mai lên gọi cô. Cái này mai lên cháu gọi video cho cô. Cái này cháu nói cô bây giờ cô nói còn cháu không hiểu. Vâng. Đây này, chai thứ 11 là 4 cái cột đây này.
Đấy, cháu làm theo hướng dẫn như này. Vâng. Xong chai số 12 này cháu lại làm theo hướng dẫn như cô đã hướng dẫn này này. Nhìn thấy chưa? Mỗi cột 3 dòng. 3 vòng đúng không? Mỗi cột 3 vòng đúng không? Mỗi cột 3 vòng đây này. Mỗi cột 3 vòng đây này. Đây này cũng mỗi cột 3 vòng đây này. Một chai này là 4 cái cột đây này. Ở nhà có 4 cái cột đúng không? Vâng. 4 cái cột này, hai đầu cột, hai bên này, bên trái này. Đi từ bên trái quay bên phải hai vòng này. Nửa chai này, còn nửa chai thứ nhất đi 4 cái cột này. Được. Tức là lửa chai đi hai cột, sau lửa chai lại đi hai cột, mỗi cột 3 vòng làm sao mình căn cho nó đủ vào. Vâng. Căn cho nó đủ đủ để đi xung quanh. Cái này đào hiểu bốn cái nhà của nhà nhá. Còn cái chai này là chai hàng chân nhưng mà lấy hàng chân cột đầu tiên và hàng chân cột cuối cùng của dãy này. Hàng chân bên này cũng là hàng chân đầu tiên và hàng cuối cùng này. Còn bên dưới này nó có 3-4 kệ nhưng mà cứ phải lấy cái hàng cột ngoài cùng. Tức là lấy ngoài cùng nhất, ngoài cột ngoài này nhất với lại cột ở trong cuối nhất cùng nhất. Vâng. Thế là gọi là 4 cái cột. Vâng. Đó phải làm đúng cái lời mẫu dạy nha, không sai không lệch không được. Thì hôm đấy cháu lên xong cháu gọi cho cô Hoa nhá. Video của đấy. Còn cái này thì là vâng. Của mẹ Lu này. Cái này là nãy thấy bà Nga bảo là uống 3 lần sáng, trưa, tối phải không? Ngày kia về làm là ngày kia là ngày 22 đúng không? Vâng. Thì đến ngày 23 sáng là cháu uống cả uống rồi dở ngày. Chiều hôm nay đừng cho uống ngay cả nó dở ngày mà sáng 23 cho uống sáng một lần sáng trước xong là sáng này trưa tối. Thì em cháu phải làm luôn từ ngày mà làm chăn nuôi chứ đúng không? Ngày mà cháu về nhà trấn này. Cái trấn thì ngày hôm đấy thì nếu mà lên sớm được thì cho mẹ Lu uống ngay trong ngày đó. Vâng. Còn nếu mà không lên sớm được mà làm muộn thì phải cho uống ngày hôm sau là sáng trưa tối. Sáng, nó không khác gì là cái thuốc là mình ba cơm ba bát thuốc ba thang đấy kiểu vâng. Như thế. Mỗi lần uống là uống một nửa, một phần ba. Ý là chia cái này là ba lần một ngày, một lần là 1/3 này. Vâng, vâng. Thế còn cái này à? Cái này là cho mẹ Nu đeo vào người. Cho mẹ Nu. Tí về ra ép cho bà hết, gọi là ép cho bà xong làm cho bà hết ớ ẩn. Mẹ nó cũng bị ốm suốt ớ ẩn mà. Cái này là làm cái túi nha cô nhỉ, cái túi bằng vải ấy. Túi bóng kính. Ép vào nó không bị nước ẩm. Thế cháu về cho lấy băng dính dán vào luôn nhá, dán kín vào hết nhỉ. Xong rồi là cho bà khâu một cái túi vải đeo ở cổ luôn nhỉ. Đi tắm đi tiếp thì bỏ ra. Tắm xong lại đeo vào. Vâng. Thì bà này cũng bị cái ôm thần chứ. Bà này là ốm yếu, gọi là ốm thì không phải ốm, nhưng mà người lúc nào cũng cảm thấy không có sức lực ấy. Làm nướng cũng không làm được. Suốt 20 năm nay rồi đấy. Không thần đâu nào. Vâng. Lúc ở đây với chị Đào một tí nào, tôi chị Đào đi về ơi. Vào đây con. Xỉa răng nhà oách nhờ. Oách xỉa răng mới sợ. Nu ở đây nhá. Tuần nay chị Đào đi về đấy. Xong là chắc là lần này chị Đào về chắc là cũng về lâu lâu. Xong rồi là khi nào mà Nu về rồi ấy thì chị Đào với lại anh Cơ ấy là sẽ xuống dưới này để đón bé Nu. Nhá. Đấy giờ về là đây này. Đấy bà Nga là xin cho con này. Xin mẹ về để đất nhà con Nga để con về. Con bác bố mẹ. Con nói to vào. Nói đi để bố mẹ xem video nhìn thấy. Và con đấy bà Nga một tháng các con về nhà. Đấy, khi nào khỏe rồi là hẵng về cũng như là cảm ơn chị nào với lại tất cả mọi người đi chú Mạnh với này chú lên là chú gì? Chú Mạnh. Con cảm ơn chị Đào. Con cảm ơn chị Đào và chú Mạnh và nói chung là bây giờ Nu chỉ cần khỏe mạnh bình thường nhá. Ở đây với bà với cô các anh chị ở đây là nói là phải nghe nhé, không được hư như hôm qua nhá. Vâng. Hư là phạt đấy. Nhá. Bây giờ mà hư là phạt rồi. Hư là phạt đấy. Đấy sáng nay là cũng gọi cho bố rồi, cũng hỏi bố rồi, bố cũng bảo là thế thì các anh chị có việc thì cứ về trước, còn là Nu thì là ở lại đây. Đấy khi nào là khỏe hẳn rồi là đấy, chị Đào sẽ xuống đón Nu về nhá. Vâng. Đấy. Cháu cảm ơn bà Nga nhé, cảm ơn cô Hoa. Vâng. Ở đây thì là bà quý thì quý thật nhưng bà nghiêm, bây giờ bệnh hết rồi là bà đưa vào cái luật nghiêm túc nha. Ăn ngủ nghỉ đấy là phải đúng giờ. Gọi dạ bảo vâng đấy, phải đàng hoàng, có điều gì là phải biết chia sẻ thế mới ngoan được đúng không? Đấy bà dạy là phải nghe. Đấy lúc là ốm ốm là chiều thôi, bây giờ là hư là phạt đấy nhá. Nên ở đây là phải ngoan nhá. Nhìn các em mà bị phạt là vì ấy là biết hết rồi. Bà thương là bà thương nhưng bà bảo là phải lắng nghe. Các chị các cô thương lắm đấy, đi từ trên kia con biết bao nhiêu đường đất đâu, vất vả cực luôn đấy. Hiểu chưa, đây là còn một trách nhiệm lớn lao nhà con nữa đây này. Cô Hoa còn phải bỏ hết cả công cả việc đây này. Một số quần áo của cô 10 cái này không bán chắc gì. Đấy. Suốt ngày phải không bán hàng được để đi chăm lo cho bé Lu đây này. Có bạn là chuyên môn làm về cái ngành nghề này đâu. Tự giác đi xuống. Trở lại bình thường. Bà quý thì bà quý, bà thương thì bà thương, nhưng mà cái gì nó phải rõ ràng, bệnh là khỏi rồi, giờ chỉ có phục hồi sức khỏe là phải ngoan. Đấy, bây giờ ăn là không được ăn trên đây nữa, mày xuống đây ăn cùng mâm cùng bàn với bà, tắm rửa được cái rất sạch sẽ. Đấy, thì bà là bây giờ bà khỏe mạnh rồi là ăn uống nó phải vào giấc và xuống ăn cùng với gia đình chứ không ở trên đây nữa.
Đấy là nhớ ép cho bà. Vâng. Đấy, cái này cái của Lu là đeo rồi đúng không? Đeo rồi, của Lu là nãy cô Hoa đeo cho luôn. Để cháu cho vào túi, cháu mang chiều cháu mang về nhá. Vâng. Cho vào túi đi. Đó là những cái chai này mà nào phải làm thật cẩn thận cho bà. Vâng, tối nay về cháu phải học thuộc theo lời của bà ấy. Chỉ là phải phát một lần hai lần cho bà đi ăn mờ đi. Thuộc cái sổ cô ở đây đọc nào. Vâng. Đấy, ý là khảo sát đi làm hộ giúp gia đình tí tổ tổ. Vâng. Ở nhà thì là bố mẹ là cũng sốt ruột, tuy nhiên thì là hôm trước cháu lên ấy thì bố mẹ cũng bảo là bây giờ ấy về thì lại sợ lại bị như thế tiếp. Đấy cũng bảo như thế, xong rồi là bố mẹ hôm đấy là cũng có gọi là có lời cầu cứu đến với lại bà Nga đấy, bà đấy cũng bảo là nếu mà được ấy thì là xuống đấy, nhắn bà xem là bà có lên giúp đỡ được ở trên này không. Mà cha mẹ cũng đấy. Cho bọn cô đi. Vâng. Cho đi thì mẹ cho đi thì dạ, vâng. Cho đi. Đây này, cái nhà ngay đây làm đấy có cho sang chấn đâu mà chỉ ra chỗ tự chấn. Vâng. Mẫu cho đi là được đi mà mẫu không cho đi tớ cũng không dám đi. Có thật đấy. Thế đầu tiên kế hoạch là bọn cô hai người cũng đi sang để giúp cho gia đình Du đấy. Vâng. Nhưng mà vì cha mẹ không cho đi thì bọn cô cũng chịu thôi. Vâng. Làm đúng này. Tức là cha mẹ đã cho mình và cho mình nhưng mà tôi cố gắng nhờ người làm đã cứu giúp gia đình người ta đến cái 100% là được 99% rồi, giờ còn có mỗi cái việc này nữa thôi thì giúp cho gia đình người ta cho nó chọn đời. Lần này chắc là cháu về cũng khá là lâu mới xuống ấy, thì ở đây là trong sự nhờ cô nhờ bà nhé. Sao ở đây thì cháu nói thật là Lu ở đây là phải bà cho đi ra chơi mới được đi, mà cho ở nhà là được ở nhà. Vâng. Ăn uống là phải đàng hoàng chứ không phải là bây giờ là chỗ kia chỉ có để ngủ thôi, còn ăn uống mới xuống đây hết, chơi bời đây cho nó thoải mái. Vâng. Chứ không phải cứ co ro trong túm ở trong cái phòng nữa đâu, khỏi khỏe rồi. Bây giờ chỉ cần ăn cho hồi phục sức khỏe thôi. Vâng. Đấy. Sau này á, sau này mà lấy vợ ấy, này, đuôi, lấy vợ nha. Phải gọi bà Nga đầu tiên với bà Hoa đầu tiên. Nhớ chưa? Đúng rồi, nhà phải gọi bà Nga. Thế có nhớ 10 quả trứng bà giận nào chưa? Có. Bà bảo như nào nhỉ? 10 quả trứng ở rừng. Ở rừng. Đẻ đâu nhỉ? Con gà nó đẻ đâu nhỉ? Tạ ơn bà Nga bằng đúng 10 quả trứng ở trong ngân gà nó đẻ trong rừng. Hai con gà. Hai con gà. Thế Nu về là mấy nữa mà Nu về thì là lúc nào nghỉ hè năm sau chẳng hạn nhỉ? Có dịp thì lại xuống đây thăm bà nhá. Vâng. Thăm các bà các cô ở đây. Lúc nào rỗi rãi thì lại hè xuống đây với bà. Cháu bảo cháu về cũng thấy buồn buồn ạ. Thật là tại vì ở đây mọi người rất là tốt đấy. Để sống rất là tình cảm nên là khi cứ về ấy là cũng không buồn. Cái phố này nói thật nhé, bà con nhân dân phố này xung quanh nhà bà này toàn người có tâm tốt. Vâng, tốt. Nói thật là mình nghĩ là mình cũng chẳng giàu có gì, nghèo làng cũng là đi buôn đi bán làm ăn thôi, nhưng mà cái tâm của các cái cháu nó bé nó như con mình rồi, chúng nó có tâm. Vâng. Tốt, xóm phố này tốt đấy, ông tổ trưởng thế. Ông tổ trưởng cũng chả quản ngại. Tốt lắm, bà nhà ở đây, mọi người là ở đây là sống rất là sống tình cảm. Rất tình cảm. Cháu xuống cái này là cũng cảm chỉ cần cái là tình cảm như thế là quý rồi. Đấy, cháu xuống cái này cháu còn muốn tìm chồng ở đây luôn. Hôm nay tìm chồng luôn đây. Đây, anh có thích cháu đâu. Làm luôn con dâu nhà cháu. Anh chắc có người yêu rồi. Chưa. Sao lại hỏi anh có mấy người yêu rồi. Nhưng mà lựa chọn chồng nó phải ấy chứ. Thôi ở luôn đây làm dâu. Ở đây thích mà anh Mạnh nhờ, ở đây thích mà. Ở đây mọi người rất là tốt. Thoải mái lắm. Vâng. Thế là chiều cháu về luôn nhá, cháu ôm bà Nga một cái để mai cháu làm còn ok chứ nhỉ. Vâng. Thật cẩn thận cho nhà Lu nhá. Vâng. Đấy, quan trọng nhất là nhờ. Đấy, Lu ở đây nhá, Lu đấy bà nhá. Tay chị nào đi, cảm ơn chị. Đấy, ôi, bắt tay bà Hồng. Cô Hoa, cháu cảm ơn cô nhiều nhá. Về đâu mà bắt tay. Cô Hoa là, như cô Hoa là cháu Đông hay nói, cô là mạnh thường quân đầu tiên nhất, cũng là người đầu tiên sau khi mà cháu Đào đăng tải cái video mà bé Lu bị hóa hổ ấy. Đấy, cô cũng là người đầu tiên gọi cho cháu Đào. Đấy thì là cô cũng bảo là tình hình gấp gáp, vừa đăng về hôm trước là sáng hôm sau là cô bảo nếu mà được thì xuống luôn. Đấy cực kỳ là gấp thì là chúng cháu là đưa xuống thì Nu mới có ngày hôm nay. Đấy Nu là phải luôn luôn là biết ơn cô Hoa, bà Nga, các anh chị ở đây nhớ chưa? Thần chết trở về đấy, đùa nào. Thật đấy mà, bà nhỉ? Không có bà cứu, chỉ 2 tháng nữa với nha Nu hoàn toàn là lên đường. Nói thật, 2 tháng nữa cho Phật không cứu lên đường, 4 vía rưỡi. Ông nhà trước hôm trước bảo mất bao nhiêu vía nhỉ bà nhỉ? 4 vía rưỡi không phải 2 vía rưỡi đâu. Bé còn lại có 2 vía rưỡi thôi. Còn 2 vía rưỡi. Lơ đơ lờ đờ 4 vía rưỡi cơ mà. Vâng. Chỉ còn có 2 vía rưỡi nữa thôi. Thế may mà mẫu rất là cứu một cách coi như là thần thông luôn. Thần thông. Ừ, thần thông luôn. Chứ bọn cô có phải là chuyên môn làm ở cái này đâu. Tớ mỗi người mỗi việc như ba Nga còn đang đi chợ bán hoa quả. Còn đang bỏ vâng. Cả còn cả một cái shop quần áo vâng. Như thế. Cô Hoa thì là bà chủ shop quần áo. Đây là bà chủ bán hoa quả các bác ạ. Bắt buộc phải đi kiếm thì mới phải đi chứ. Chứ cha mẹ bắt làm là phải làm thôi chứ còn không nói. Mình không phải giống như bà thầy. Mà mọi người cũng đừng gọi cô là thầy. Cô với bà Nga không phải là thầy. Bình thường đấy. Nhưng mà thật nhưng mà cháu chứng kiến từ lúc xuống đến giờ ấy thì cháu phải gọi là không phải mỗi cháu đâu mà ai xem qua những cái thước phim của cháu chia sẻ từ đầu đến cuối thì ai cũng tin vào thật. Bây giờ cháu không biết, cháu chỉ biết ai ốm là đến gặp bà Nga thôi thật. Cháu phải về lấy chồng ở đây mới không sợ ốm thật nhỉ, ở gần bà. Cháu chứng kiến thì đương nhiên là cháu tin rồi. Cháu tin. Ý của cô nói là tức là mọi người
người đừng gọi bọn cô là thầy vì bọn cô không phải là thầy. Vâng. Mong sao mọi người đừng gọi là thầy vì bọn cô vẫn là người rất là bình thường. Vâng. Cô thì đấy cũng là bán quần áo, bác Nga đang bán hoa quả. Vâng. Tức là cha mẹ điều khiển cho mình hết, cứu ai được thì mình cứu hết cô. Mất luôn. Chứ không phải là mình làm chuyên nghiệp. Nhưng mà đúng là cái trường hợp của bé Lu đấy, em mới đầu xem cái video tôi nói luôn là tâm linh. Thế tôi cũng nghĩ rằng là một người mà bị dính hai người như thế thì ngại khổ thật. Vâng. Mất 4 tiếng rưỡi. Mà đúng là Lui chưa sang nhá, ở đây bên này đã biết là có một cái vong người Lào và một cái ông thần đấy rồi. Vâng. Sau khi vong nói Lui nói ra thì mới đúng là như mình là luôn. Vâng. Như thế nào là bên này làm mà mắc tiếng Lào không ai biết một tí gì hết, phải chuyển về Hà Nội với dịch ra là người Lào. Vâng. Người ta chiến tranh người ta thất lạc ấy, nó mới nặng như thế. Bây giờ là tốt lắm rồi bạn, đừng thế là cũng mừng là lắm rồi. Vâng. Thần chết trở về rồi nhỉ. Vâng. Ăn xúc xích thôi. Ăn cả đùi gà đi. Đùi gà đi con, đùi gà ngon. Cái này cũng ngon. Đấy, ăn đi. Nu là thích ăn xúc xích nhỉ. Đấy, sáng dậy là toàn ăn bánh mì xúc xích với lại bánh mì trứng. Thì sáng nay Nu ăn gì ấy? Bánh mì trứng. Bánh mì trứng á? À, ngon nhỉ. Đấy, Nu ăn đi, ăn đùi gà Nu thích ăn mà. Vừa rồi Nu bảo chị Đào đi mua cho ấy. Đổi cái này lệnh của mẫu để đổi cái này đi hóa để đeo cái kia đủ 365 ngày, nhớ là ngày này của năm sau nhá. Anh để ý nhất một cái là của mẹ Nu đấy. Nhớ là ngày này của năm sau là phải. Đây hôm nay là ngày mẹ ghi đến ngày này lại. Vâng. 10:30 ngày này năm sau là phải hóa cái cũ cái mới kìa. Còn cái này thì là đây. Đang làm. Cái này là Nu phải đeo 1 năm nhá. Đấy, đến ngày này năm sau như ngày cô này, Hoa năm vừa sau bảo là ấy. 365 ngày đấy. Ừ. Thì bắt đầu là 10:30 sáng. Là mang ra hóa nốt cái cũ này. Còn cái này là bây giờ đúng 11 giờ trưa là hóa cái này. Cái đeo cũ, cái mới này là 10:30 sau của ngày này năm sau là hóa cái này, con nhớ chưa? Cái này là không được bỏ ra. Cái này không bao giờ được bỏ ra nhá. Đeo suốt từ bây giờ đến ngày này năm sau. Đúng 10:30 sáng ngày này năm sau con mới được hóa. À nhớ chưa? Đây còn cái này là sẽ hóa bây giờ.